Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, yếu sinh lý và tìm lại sự khỏe mạnh cho các cuộc yêu luôn luôn là vấn đề được quan tâm. Chúng tôi cũng vậy, cũng rất quan tâm đến việc phải cung cấp cho các bạn những kiến thức về vấn đề này. Chính vì vậy, video này sẽ chỉ cho các bạn một bài thuốc quý Tây Bắc chữa bệnh yếu sinh lý hết sức hiệu quả. Hiện nay, bài thuốc này là sản phẩm với thương hiệu độc quyền của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc mang tên Mãnh Lực Trường Xuân. Các bạn có thể liên hệ mua ngay sản phẩm để chữa yếu sinh lý bằng số hotline tư vấn miễn phí dưới đây hoặc đến trực tiếp các cơ sở của Trung tâm, số 132 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội hoặc số 145 đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như tình dục phương Tây dựa trên quan sát các hiện tượng xuất hiện trong quá trình ân ái, thì phương Đông lại đặt trọng tâm vào các chức năng. Đông y cho rằng hành vi tình dục của con người có 3 chức năng chính: khoái lạc, sức khỏe và sinh sản. Trong đó, chức năng sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Hiểu được điều đó, những bài thuốc Đông y cũng đề cao việc cải thiện sức khỏe cho nam giới. Bài thuốc chữa trị yếu sinh lý của người Thái, Tây Bắc là kết tinh từ những tinh hoa của núi rừng Tây Bắc, được các bậc tiền nhân truyền dạy bí kíp của nhiều phương thuốc quý của núi rừng Tây Bắc trong điều trị yếu sinh lý xuất tinh sớm như sâm cau, nhục thung dung, ba kích, dâm dương hoắc và được đúc kết từ kinh nghiệm làm thuốc chữa bệnh của nhiều thế hệ người Thái Tây Bắc. Được Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc kế thừa, nghiên cứu phát triển lên giúp tăng hiệu quả điều trị, phù hợp với cơ địa và thể trạng của người dân hiện nay. Thuốc đặc trị bệnh yếu sinh lý xuất tinh sớm của người Thái Tây Bắc là bài thuốc thập toàn đại bổ, được mệnh danh là thần dược sung sướng, không chỉ giúp cải thiện bản lĩnh đàn ông, tăng cường ham muốn, hưng phấn trong tình dục mà còn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, người bị suy giảm ham muốn tình dục do suy giảm hormone sinh dục nam testosterone nội sinh do tuổi tác. Tương truyền, đây là bài thuốc được vua Mèo, Vương Chí Sình và các già làng trưởng bản cùng các trai tráng trong bản người Thái xưa và nay sử dụng, giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe, giúp tăng sức dẻo dai, giúp cường gân, mạnh gân cốt, kéo dài thời gian quan hệ, khiến các thanh niên trai tráng trong muôn làng như những mãnh hổ trốn khuê phòng. Bên cạnh bài thuốc ngâm rượu của người Thái Tây Bắc chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm, Trung tâm đã nghiên cứu ra giảng, thử nghiệm thành công 2 bài thuốc đại bổ hoàn và bổ thận hoàn, kết hợp bài thuốc ngâm rượu để hiệu quả điều trị bệnh yếu sinh lý xuất tinh sớm, rối loạn cương dương tối ưu nhất. Với những bệnh nhân không có điều kiện sắc, Trung tâm sẽ áp dụng công nghệ hiện đại để sắc, chiết xuất tinh chất trị bệnh trong các vị thuốc thảo dược, cô đặc chúng thành dạng viên cao tinh chất, không phải đun sắc nên rất tiện sử dụng. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết về bài thuốc. 1. Đại bổ hoàn. Thành phần: sâm cau, ba kích thiên, nhục thung dung, thục địa, đương quy, tang phiêu diêu, hoàn tinh, thỏ ti tử, sa uyển tử, kỳ tử, phúc bồn tử, ngũ vị tử. Công dụng: bổ thận tráng dương, ích tủy sinh tinh, tăng cường tuổi thọ, dưỡng sắc, đại bổ khí huyết. Chủ trị người hư yếu, liệt dương, di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, xuất tinh không tự chủ, đau tinh hoàn lan xuống đùi, đau lưng, mỏi gối. Điều trị tinh trùng yếu, ít tinh trùng ít di chuyển, điều trị chậm con do chất lượng tinh trùng thấp. Phòng và điều trị bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, phụ nữ khí hư, viêm ngứa. 2. Bổ thận hoàn. Thành phần: tang ký sinh, ngưu tất, tơ hồng vàng, dây đau xương, thỏ ti tử, sa uyển tử, đỗ trọng, thục địa, ngũ vị tử, hoài sơn, sơn thù nhục. Công dụng: bổ thận hành khí, hoạt huyết, bồi bổ nguyên khí, tăng chất lượng và số lượng của tinh trùng, giảm đau lưng, mỏi gối, tay chân tê nhức, tăng cường sức khỏe cơ xương khớp, mạnh gân cốt. 3. Bài thuốc ngâm rượu. Thành phần: sâm cau, nấm ngọc cẩu, nhục thung dung, ba kích, dâm dương hoắc, đẳng sâm, đại táo, thục địa, long nhãn, đương quy, đỗ trọng, kỳ tử, thọ ti tử, phúc bổn tử, thạch liên tử, kim anh tử, ngũ vị tử. Công dụng: bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, tăng sản sinh hormone sinh dục nam testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường khả năng cương dương, tăng ham muốn tình dục, hưng phấn tình dục, tăng cường sức bền vận động, sức khỏe cơ bắp. Chủ trị xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, liệt dương. Trị suy giảm ham muốn tình dục do suy giảm hormone sinh dục nam testosterone hoặc do tuổi tác, giúp tăng ham muốn tình dục, khoái cảm khi quan hệ.
Bài thuốc ngâm rượu mãnh lực trường xuân thang có hai dạng để bệnh nhân lựa chọn là thang thuốc mãnh lực trường xuân để bệnh nhân về ngâm rượu. Sau 2 đến 3 tháng, bệnh nhân có thể sử dụng hoặc mãnh lực trường xuân tửu đã được trung tâm ngâm sẵn để bệnh nhân có thể sử dụng ngay, không cần phải chờ đợi. Yếu sinh lý thì nó không phải là một bệnh, nó là cái hội chứng gồm rất là nhiều cái nhóm bệnh ở trong đó. Nó biểu hiện như thế này: một là suy giảm cái ham muốn tình dục, nó có thể là giảm hoặc là mất cái ham muốn tình dục, nó có thể là giảm hoặc là mất đi cái khoái cảm khi quan hệ tình dục. Biểu hiện có thể là ở cái dạng rối loạn cương dương, rất nhiều cái biểu hiện cách thức ảnh hưởng đến cái chất lượng của tinh trùng cũng như là cái số lượng của tinh trùng, nó trục trặc khi mà xuất tinh trong quá trình quan hệ tình dục. Và nó còn có một cái vấn đề nữa liên quan đến cái tuổi tác, liên quan đến cái mãn dục nam theo cái năm tháng. Đấy là những cái biểu hiện chung trong cái hội chứng của cái yếu sinh lý mà ta thường gọi như vậy. Yếu sinh lý thì có thể xảy ra ở nam, ở nữ. Thường là chúng ta hay nói về yếu sinh lý của nam giới. Trước kia thì yếu sinh lý thì chúng ta hay nói đến người cao tuổi, người trung tuổi. Nhưng hiện nay thì rất là nhiều, kể cả cái giới trẻ cũng mắc, và xu hướng thì ngày càng sớm mắc cái bệnh như yếu sinh lý nói chung. Được biết, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc đang có bài thuốc mãnh lực trường xuân, và không biết là công dụng và hiệu quả của nó như thế nào, mong bác sĩ giải đáp ạ. Mãnh lực trường xuân là bài thuốc của trung tâm kế thừa của các dân tộc người Thái, người Tây Bắc. Bài thuốc này thì được mệnh danh là Viagra miền sinh cước, bài thuốc thần toàn đại bổ. Bài thuốc này thì được các già làng rồi trai bà người ta thường dùng, người ta thấy rằng nó nâng cao sức khỏe trong lao động, trong khi đi săn bắn, và ăn ngon ngủ rất tốt, và là thần dược sung sướng khi mà người ta quan hệ trong chốn quê phòng. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc đã kế thừa, sau đó phát triển bằng cách nghiên cứu thêm vào một số vị thuốc quý bằng cái thảo dược tốt để chọn lọc để phù hợp với lại thể tạng điện tạng của người miền xuôi. Sau đó bài thuốc được bào chế trên cơ sở chọn lọc tất cả những dược liệu sẵn qua công đoạn máy móc thiết bị hiện đại để đưa ra cái sản phẩm là bài thuốc trên. Nhưng trước khi sử dụng trên thực tế thì bài thuốc đã được đánh giá qua thử nghiệm lâm sàng mở theo phương pháp y sinh học, và đánh giá trên 300 bệnh nhân được đưa vào diện nghiên cứu. Thì sau một thời gian nghiên cứu và tổng kết thì các nhà khoa học bao gồm các giáo sư tiến sĩ chuyên ngành này nghiệm thu thông qua và đưa ra những cái kết luận. Bài thuốc này nó giúp cho tăng cường sinh lực, tăng cường sức bền vận động, tăng testosterone trong máu và tăng cường chức năng sinh lý, đặc biệt là rất tốt cho người cao tuổi cũng như những người trung niên hoặc những người hư lao, tức là thể chất yếu. Nó tăng cường về mặt sinh lực, về các bệnh xương cơ khớp, rồi ăn ngủ và chức năng tình dục. Cho nên có thể nói mãnh lực trường xuân
xứng đáng là bài thuốc thảo dược tốt nhất hiện nay để điều trị nữ sinh lý và nam và nữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy video hữu ích, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những kiến thức về sức khỏe để bảo vệ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.